Xin chào mừng tất cả khán giả đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và xin chào mừng tất cả các bạn đang có mặt đang xem Việt Nam Esports TV. Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết của giải đấu Liên minh huyền thoại Đông Nam Á năm 2015 mùa xuân, hay còn biết đến với cái tên Ghana Premier League 2015 mùa xuân. Và chắc hẳn các bạn đã biết hai cái tên đấy là hai cái tên nào rồi, Sài Gòn F5 và Bangkok Titan là hai đội tuyển xuất sắc nhất của chúng ta trong mùa giải năm nay. Họ đến được với trận chung kết ngày hôm nay với những cái chặng đường khá là chông gai, nhưng có vẻ như có một sự khác nhau khá là rõ rệt khi Bangkok Titan chỉ việc vượt qua một đối thủ nặng ký đến từ Singapore sau 3 trận thi đấu. Còn Sài Gòn F5 thì phải chật vật đến 5 trận và cái trận cuối cùng họ đã lật kèo một cách xuất sắc mới có được cái việc mà họ ngồi dưới kia ngày thi đấu hôm nay. Và hãy cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường khó khăn đó của cả hai đội tuyển trong một clip ngắn. Yeah.
Vâng, rất tuyệt vời phải không ạ? Các bạn có thấy hai đội tuyển vừa rồi có ấn tượng không? Tôi đang muốn hỏi một chút là các fan hâm mộ của Sài Gòn F5 các bạn ngồi đâu ạ? Và tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên quên những tràng pháo tay dành cho đội khách rất đáng mến Bangkok Titan. Hãy cho một tràng pháo tay đi! Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt cấm và cho trong khuôn khổ BO5 trận chung kết giữa đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five và Bangkok Titan. Hãy cùng xem tất cả những cái lượt cấm trong trận đấu này, tất cả những lượt chọn nó sẽ là những gì, những con bài. Cái trận thắng đầu tiên trong khuôn khổ BO5 là một trong những trận thắng cực kỳ quan trọng. Nó giống như tầm quan trọng trận thắng thứ 3 vậy. Vâng, và trước khi đến với những phần cấm và chọn thì tôi muốn nói thêm một chút là trước cái thềm của cái vòng chung kết để diễn ra thì nhiều chuyên gia nhận định rằng là nếu như một đội tuyển nào đó muốn ngăn cản sức mạnh của Bangkok Titan thì họ nên cắt đứt mối liên hệ biện chứng giữa người đi rừng cũng như là người pháp sư đứng giữa của Bangkok Titan, đó là G4 cùng với 007. Nhưng tôi thấy rằng là trong ngày thi đấu hôm qua điều đó hoàn toàn không đúng. Cái sự kết nối giữa người đi rừng với cả khu vực đứng dưới của Bangkok Titan nó hoàn hảo, không hề kém với cái việc mà 007 kết hợp cùng với cả G4. Thế nên ngày hôm nay cái công việc của Sài Gòn F5 phải làm tôi nghĩ là nhiều hơn rất nhiều cái việc mà họ tập trung nhiều vào khu vực đứng giữa. Chúng ta thấy một điều rằng cái last pick, nghĩa là những cái sự lựa chọn cuối cùng của hai đội trong trận đấu gần đây nhất đều có Nunu. Cái điểm chung là Nunu, thì Nunu đã bị cấm của bên phía đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five. Z cũng đã bị cấm, Kasubiya cũng đã bị cấm. Nghĩa là họ nhắm một vị trí vào 007 và nhắm hai con bài vào G4 khu vực đường giữa. Rexai, Sion, Seyuani là những lời cấm bên phía đội tuyển Bangkok Titan. Như vậy, Bangkok Titan đang muốn nhắm đến anh chàng Jinki khá là nhiều. Và tôi đang thắc mắc một điều là ngày hôm qua cái con đường đến với trận chung kết này của Bangkok Titan nó không quá khó. Tôi đang không hiểu là những cái con bài ngày hôm qua của Bangkok Titan đã phải là những con bài tủ nhất chưa, hay họ vẫn đang giấu đi cái thực lực những cái con bài, những cái con át chủ bài. Nunu là một trong những cái lá bài mà tôi nghĩ rằng 007 dùng rất tốt, nhưng khi mà để hở ra Javan thì tôi cũng đang rất lo ngại Javan trong tay của 007 đây. Javan trong tay ai sẽ là một điều mà chúng ta sẽ phải lưu tâm trong trận đấu này. Bên phía đội tuyển Bangkok Titan bây giờ họ có cơ hội, họ có hai sự lựa chọn. Họ có thể lựa chọn Javan cho mình, họ có thể và đã lựa chọn Javan cho mình cùng thêm một con bài khu vực đường trên, đấy là Maokai. Đây là một sự lựa chọn mà chúng ta có thể dự đoán được. Trong khi đó thì Sài Gòn Fantastic Five khó dự đoán hơn. Jack ở khu vực đường trên hay Jack ở khu vực đi rừng? Đây là một câu hỏi mà chúng ta phải chờ trong một lúc nữa mới có thể trả lời được. Nếu như là số tắc 29 thì khẳng định 100% sẽ là Jack đi rừng rồi. Nhưng đúng như Izumi nhận định thì OTZ cũng là một người có thể cầm Jack khu vực đường trên khá ấn tượng. Và khi mà tôi nói về vị tướng Javan thì ngay lập tức đã có Javan bên phía của Bangkok Titan và có thêm cả Maokai đường trên nữa. Ít nhất là đã có hai vị tướng tủ ở hai vị trí quan trọng của đội tuyển đến từ khu vực Thái Lan rồi. Rumble và Zanna đã được lựa chọn. Bên phía đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five, xin nhắc lại cho quý vị bạn để quý vị có thể chú ý hơn, đấy là Uzi sẽ xuất hiện trong đội hình ra quân của đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five trong trận thi đấu hôm nay. Ngày hôm qua khi đang thua 2-1 trước 269, Uzi vào, anh ta đánh Thresh và anh ta đã có được những trận thi đấu cực kỳ tuyệt vời với vị tướng này. Và cái bộ tướng của Uzi có thể sử dụng phải nói là rất là đa dạng và nhiều hơn so với Karot. Và trong trận đấu này Zanna sẽ được lựa chọn. Uzi là một người chơi sử dụng Zanna rất tốt và tôi nghĩ rằng anh chàng này sẽ thể hiện tốt với vị tướng này trong trận thi đấu đầu tiên. Và có một cái điều mà tôi nghĩ rằng những khán giả ở Hà Nội nên dành cho Uzi một tràng pháo tay, vì trong đội hình của Sài Gòn F5 đây là chàng trai duy nhất đến từ thủ đô. Cho anh ta một tràng pháo tay đi ạ. Uzi. Thực ra thì họ vỗ tay vì Uzi đến từ thủ đô chứ Uzi không phải là em của Izu. À. Vâng, và Minat, wow, anh ta đang muốn lấy cho mình là Ven, nhưng không, chuyển sang Sivir. Khi mà nói về Ven, Minat thì nó trở thành một cái thương hiệu ở Việt Nam rồi. Nhưng khi nói về Sivir của Minat thì đây là một trong hai vị tướng mà Minat dùng nhiều nhất ở vòng bảng của GPL cùng với cả Tristana. Sivir và Tristana là hai vị tướng mà Minat hay dùng nhất. Vậy thì anh đánh giá gì về vị tướng Sivir nếu như sau 2 giây nữa được khóa vào? Đã khóa vào rồi, như vậy chúng ta sẽ có một cái đội hình mở giao tranh và rút lui
khá mạnh của bên phía đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five, nhưng không còn là cái lối đánh mà họ thường sử dụng trong khoảng thời gian gần đây. Và như vậy thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có những con bài tương đối lạ trong trận đấu này. Lạ là không phải là cái sự lựa chọn lạ chung của tất cả Liên minh Huyền Thoại, mà sự lựa chọn lạ cho từng đội. Đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five đây là lần đầu tiên họ đem Jack vào sử dụng. Ở bên phía đội tuyển Marco Patton chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng ta thấy rằng G4 sử dụng vị tướng Dana Gray và Nautilus là những sự lựa chọn mà chúng ta chưa điểm đến. Đây là một đội hình có khả năng giao tranh tương đối mạnh, mà tôi không phải là tương đối mạnh nữa, rất cực mạnh. cực kỳ mạnh, nhưng chỉ có đường vào thôi, không có đường ra. Họ không là những vị tướng có kỹ năng tháo chạy và cái kỹ năng bảo vệ quá mạnh. Và hoàn toàn đồng ý với những quan điểm đó. Nếu như các bạn nhìn vào Jack và Diana ở có thể là ở Bangkok Titan cũng như là Sài Gòn F5 họ ít dùng thôi, nhưng mà trên khu vực thế giới giờ thì họ dùng nhiều, rất nhiều, nhất là Diana Hàn Quốc dùng cực kỳ nhiều luôn. Và tôi đang lo sợ rằng đây không biết có phải là một con bài tủ mà G4 đến bây giờ mới lộ ra hay không. Và rất có thể đó là một con bài nó được giấu, giống như hôm qua bên phía đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five họ đem Kasadin vào trận đấu đầu tiên với 269. Nhưng cái trận đấu đó thì cái con bài Kasadin không thực sự hiệu quả. Và tôi nghi ngờ cái con bài này của G4, tôi rất nghi ngờ. Trận đấu giữa đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five cùng với Bangkok Titan sắp được bắt đầu. Chúng tôi, những người bình luận viên, muốn nghe những tiếng reo hò, những nhiệt huyết của khán giả đến từ hai đội. Chúng ta đều muốn một trận chung kết thật là hấp dẫn, đầy nảy lửa giữa hai đội tuyển. Một đội tuyển đến từ Sài Gòn Fantastic Five, một đội tuyển đến từ Bangkok, Thái Lan, đó là Bangkok Titan. Và một lần nữa, xin quý các bạn một tràng vào tay. Đó chính là lý do vì sao tôi xin phép lan man bên lề một chút. Đó chính là lý do vì sao mà Riot Games liên tục chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức những cái vòng chung kết quan trọng của GPL. Một phần là vì chính do các bạn, sự cuồng nhiệt này đã khiến cho Riot Games tạo cho Việt Nam những cái cơ hội để tổ chức những giải đấu lớn như vậy. Và chúng ta hãy cùng quay đến màn hình in-game để xem những bước di chuyển đầu tiên của hai đội. Và tôi thấy rằng những bước di chuyển này chưa có cái sự huyền cơ gì cả. Đó cũng chỉ là những bước di chuyển rất cơ bản trong cái meta hiện nay mà thôi. Và chưa có một sự bất ngờ nào đến từ cả hai đội. Đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five cũng như là Bangkok Titan chỉ chia cái đội hình của mình ra mà thôi. SF5 trong trận đấu này, cái nhiệm vụ của họ là cắt đứt hai vị tướng, ba vị tướng lao vào của đối phương. Họ có một vị tướng có khả năng làm đó, đấy là Zana. Trận đấu này lại một lần nữa, tôi đoán là Sài Gòn Fantastic Five sẽ phải phụ thuộc vào Uzi khá là nhiều, vì đối phương có bốn vị tướng lao vào: Dana, Javan, Maokai và Nautilus. Zana đều có khả năng hất những vị tướng này trên đường vị tướng này lao vào, cũng như đẩy vị tướng này ra với chiêu cuối của mình. Thì như vậy OG sẽ là một người quan trọng nhất, tôi đánh giá là quan trọng nhất trong đội hình của Sài Gòn Fantastic Five trong trận đấu hiện tại. Và theo giới chuyên môn nhận định thì Sài Gòn F5 là một trong những đội tuyển hay nhất trong cái lối đánh đổi đường. Vậy thì theo Zoomin họ sẽ có đổi đường trong trận đấu này không? Tôi nghĩ rằng trong trận đấu này, với việc Rumble đi với Maokai thì bạn không phải đổi đường. Rumble là một vị tướng đi với Maokai gần như là tốt nhất. Chứ còn bộ đôi đường dưới? Còn bộ đôi đường dưới thì trong trận đấu này với việc có Zana thì tôi nghĩ rằng khả năng farm hòa không phải là quá khó. Và thậm chí thì tôi còn tin tưởng hơn một cái khả năng đẩy đường nhanh đến từ cái bộ đôi CV cùng với cả Zana. Đây là hai tướng tủ của hai người chơi Uzi và Minas. Và đang có một cái sự đặc biệt ở đây. Với cái lớp giáp của mình thì Uzi đang chống chịu cho Minas sẽ có được hai con người đá sớm. Và một thôi, chỉ là một con người đá con. Nhưng nó cũng là một cái vạch kinh nghiệm khá là nhiều dành cho anh chàng xạ thủ Minas rồi. Trong khi đó thì G4 cố gắng lên cho mình ở cấp độ 2 khi anh ta tăng mắc cho mình vào cơ. Anh tăng và tăng vào chiêu W và di chuyển ra khu vực đường giữa, tăng một điểm vào cái trang lễ liềm. Và với cái việc đang có một cái lượng cấp độ nhỉnh hơn so với Optimus thì G4 trong giai đoạn đầu này sẽ thoải mái mà thôi. Tôi nghĩ là nó cũng không đáng lắm. Anh ta lên cấp độ 2 trước nhưng ra đường thì không hề ăn được một con lính nào. So sánh với chỉ số lính anh ta không hơn. Và vừa ra đường thì Optimus cũng lên cấp độ 2. Thế nên cái hành động ở khu vực đường trên sẽ là một tình huống nguy hiểm của Jinki như ở khu vực đường dưới. À xin lỗi các bạn. Đậu ông Zezé, Kim Glock vừa lao vào. Ở khu vực đường dưới kiệt sức và có Glock. Nó không hất tung được vị trí của Lloyd lên.
giá như mà Uzi đứng làm cho cái lốc nó dài hơn một tí thôi, nhưng nó là một cái sự đánh đổi. Nếu Uzi giữ lốc lâu hơn thì biết đâu Minat lại là người gặp nguy hiểm. Thế nên dù sao đó cũng chỉ là một pha thi đấu tiềm năng đến từ cả hai bên mà thôi. Tỷ số vẫn là không đều về chỉ số hạ gục. Và có vẻ như tôi đã nhận định không đúng, cái bộ đôi và Counter Titan mới là những người đẩy đường nhanh hơn. Và Javan đã cắm một con mắt đến từ đằng sau khu vực gần bùa xanh của đội tuyển Sài Gòn Fantasy Fight. Trong khi đó thì khu vực đường giữa Optimus do cấp độ thua thiệt một tí, bây giờ thì cân bằng rồi. Và đường dưới này Zinky đang di chuyển. Zinky đấm trước vào tay Gotham nhưng vẫn đuổi theo, tốc biến lên, xin không ra tay Gotham. Khu vực đường trên này ông trên xe gặp nguy hiểm, anh cho tốc biến về nhưng xe có mạng bởi một cái mầm non của vị trí của Maokai. Cũng chỉ là một đổi một thôi, nhưng có vẻ như là sẽ có F5 có lợi thế hơn một chút về mặt kinh tế khi họ ăn được mạng chiến công đầu. Và cái việc mà họ ăn được mạng chiến công đầu này cũng tiêu tốn đi của họ một vài phép bổ trợ. Ở đường giữa, Optimus lấy cấp độ 4 chậm hơn bằng chỉ số lính. Zinky đang di chuyển ra. Như vậy, một trong những cái điều quan trọng nhất của đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five, Sài Gòn Fantastic Five, đấy là họ đã có được mạng khu vực đường dưới. Một điều rất quan trọng, mặc dù không ai ăn được cái mạng đó, Zana không được, Sivir cũng không được, nhưng ít nhất với những phép bổ trợ đã lấy được của đối phương và thậm chí là Uzi vẫn còn tốc biến, thì cái giai đoạn tiếp theo rất dễ để Zinky xuống khu vực đường dưới một lần nữa. Vâng, hoàn toàn đồng ý với điều đó. Bốn phép bổ trợ đều đã mất. Nhưng mà bây giờ thì Zinky ở đường dưới, anh ta dặn cái chiêu Super Su của mình, làm chậm thì vào hôn lại trượt rồi. Nhưng câu về thì khá tốt. Tuy nó không phải là một cú gánh thành công, nhưng nó khiến D4 phải chột dạ một chút. Nhưng cũng xin nhấn mạnh rằng là D4, anh ta vẫn còn nguyên hai phép bổ trợ của mình. Mặc dù đi đường giữa, nhưng Diana của D4 lại lấy tốc biến và dịch chuyển. Wow. Đây là một cách lên điểm khá dị. Và đó là một cách lên điểm giống với Kassadin của Optimus trong trận thi đấu đầu tiên với đội tuyển 269. Và đó cũng là một trận đấu mà không thực sự quá hiệu quả của Kassadin trong tay Optimus. Và tôi nghĩ rằng trong trận đấu này nó cũng tương tự như vậy. Warlock ở khu vực đường trên đang có những tình huống mà tốc biến của 007 OZZ gặp nguy hiểm. Anh chàng này sẽ lên bảng đếm số lần thứ 2 trong trận đấu này. Đấy là lý do vì sao mà tôi nói là Sài Gòn F5 phải làm nhiều hơn việc là cắt đứt mối quan hệ biện chứng giữa đi rừng và đường giữa của Bangkok Titan. Cái mối quan hệ, cái sự tương tác giữa người đi rừng với cả ba đường bây giờ đều nguy hiểm cả. Zippo ở đường giữa này hết năng lượng rồi. Optimus, giá như mà anh ta còn thêm khoảng 50 năng lượng thôi thì biết đâu anh ta sẽ đuổi theo đối phương và cố gắng tung ra thêm một cú hôn gió nữa và sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì không có điều gì quá đặc sắc cả. Tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về cho Bangkok Titan. Hãy nên để ý, người nguy hiểm nhất của Bangkok Titan bây giờ không phải là D4 mà là 007. Và thậm chí là cú lóc khu vực đường trên khi mà cái kèo đấu Maokai Rumble thì chúng ta tưởng như Rumble sẽ là một người có lợi thế, nhưng mà với việc bị mất hai mạng quá sớm bởi Javan trong tay OZ7 lên ganh thì rõ ràng SF5 trong trận ban đầu này họ sẽ thua thiệt một cái lượng lớn sát thương của Rumble, cũng như đối phương sẽ có một cái vị tướng chịu đòn rất khỏe. Và cứ nói là không nên để ý nhiều vào D4 đường giữa thì cũng không nên, bởi vì anh ta đang có những cái cú farm rừng khá là ổn, cướp rừng của chính Sài Gòn F5 luôn, cướp Ai Trinh, và cái chỉ số lính của anh ta đang có ở đường giữa là ấn tượng hơn so với Optimus. Lên cho mình một cái cuốn sách quỷ cộng với hai nhẫn Dora, cái sự cứng cáp là có thừa ở D4 ở những cái phút thứ 7 như thế này. Và Javan lại đang ra đường giữa rồi, nhưng anh ta sẽ có thể đi qua con mắt đã được cắm bởi một thành viên nào đó của Sài Gòn F5. Tạm thời là chưa, nhưng lúc này thì là một tình huống mà không dính trang lễ điểm, Optimus sẽ phải mất cho mình chục cuối. Một tình huống hôn gió rất hay của anh chàng đến từ đội tuyển Sài Gòn. Không thể tưởng tượng nổi, một pha thi đấu mẫu mực mà tôi đến nằm mơ cũng không dám nghĩ rõ quá tuyệt vời. Pha xử lý như vậy, táo bạo là có thừa, thường thì sự táo bạo luôn luôn đến từ những chàng trai trẻ tuổi như vậy. Đường trên giao tranh qua lốc, có vẻ như là người có lợi thế hơn. Ông ZZ đang bỏ chạy, anh ta vẫn còn lao điện cùng với khiên phế liệu có khả năng tăng tốc độ di chuyển, và anh ta thoát về thành công thôi. Tỷ số bây giờ là 2-2 rồi, và hất tung được D4, nhưng Optimus xin nhắc lại là không còn chiêu cuối nữa, không còn đột biến. Anh ta có tốc biến, đối phương thì cũng có tốc biến và có những cái chiêu thức khá là mạnh. Và trong trận đấu này thì bên phía đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five đang tạm thời có những lợi thế ở những khu vực cần thiết.
và đội tuyển Bangkok Titan thì những lợi thế của họ đang tập trung lên khu vực đường trên và một chút xíu ở người đi rừng. Khu vực đường giữa, Optimus, cái mạng vừa rồi là đặc biệt quan trọng để có thể một phần nào đó cân bằng lượng tiền so với 20 chỉ số lính mà anh ta thu tiền với G4. Wow. Lúc này, lượng tiền là hoàn toàn cân bằng nhau. Gần như chỉ thua có một chút xíu thôi, thua một cái mắt khoảng 75 đồng. Và thực ra cái lượng thu tiền đấy thì nó không phải là điều gì quá đặc sắc cả. Chênh nhau khoảng 500 tiền ở phút thứ 9 thì cũng có thể coi là không chênh. Đường dưới này, chỉ số lính của hai xạ thủ đang bám sát nhau một cách khá là gần. Đường trên. Còn đường trên tôi thấy rác rồi. Nhưng mà thật thấy là anh chàng Jinky đã đi qua mắt của đối phương. Nhưng vấn đề là Maokai có nhận ra được hay không. Rác là một trong những vị tướng đi rừng có khả năng tiếp cận mục tiêu từ một cự ly cực kỳ xa. Rất xa thì đúng hơn. Và cái tỷ lệ phản ganh ở đây là hoàn toàn bằng không khi Javan bây giờ mới bắt đầu di chuyển lên thôi. Và Jack vẫn đang đứng chờ đợi, anh ta đang biến về. Và nếu như Jinky biến về đúng lúc mà Javan tiến ra, đây ông Zeze anh ta đã nhận ra và đã lùi lại được. Và đấy là một tình huống mà bây giờ Minas ở khu vực đường dưới này và một chiêu cuối lên anh ta bỏ chạy. Một chiêu cuối đến từ Valen nhưng Minas không biến đi được vì cái lượng bảo vệ của Uzi cũng tương đối nhiều. Kiệt sức cũng đã được tung ra. Uzi đang làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng mất phép bổ trợ như thế này, họ mất đi 3 phép bổ trợ để đổi lấy chỉ một cái kiệt sức của đối phương cũng như những chiêu cuối mà nữa. Nhưng mà trong những tình huống ngặt nghèo như vừa rồi thì sống được là tốt rồi. Và cũng xin nhấn mạnh là Loi không mất cái gì cả ngoài cái chiêu cuối của mình. Anh ta còn nguyên 2 phép bổ trợ. Optimus bắt đầu đi kiểm soát mắt cùng với người đi rừng của mình, một con mắt được cắm xuống hang rồng. Đường trên lại là giao tranh nhưng chắc chắn rồi. Cái việc mà Warlock có mạng cũng như là ông Dê mất đến 2 mạng khiến cho anh chàng cảm giác là rất là khó có thể đối đầu trực diện. Hôn gió chuẩn nhưng xa tầm trụ quá. Cũng chưa có gì đặc sắc xảy ra cả. Uzi ở đây, từ nãy giờ thì Uzi cũng chưa hẳn là đảo đường nhiều. Ô, đường trên, ông Zeze sẽ có lần thứ 3 lên bảng điểm số. Vấn đề là ai ăn mạng mà thôi. Và lần này, người ăn mạng là người đi rừng của Bắc Họ Thân. Sẽ hướng đến khu vực rồng, nơi mà Nautilus đang di chuyển ra dần dần. Còn Javan, còn Maokai, còn mãi chưa di chuyển ra. Tầm nhìn ở chỗ này của đội tuyển Bangkok Titan tạm thời đang là không có. Chúng ta thấy rằng không có một chút xíu tầm nhìn nào cả. Họ sẽ mất con rồng đầu tiên này. Nhưng về lượng tiền thì họ vẫn đang tạm thời áp đảo đội tuyển đến từ Sài Gòn. Rất tuyệt vời. Nhưng mà đây cũng chỉ nhấn mạnh là đây là một pha đổi rồng lấy trụ của khu vực đường trên thôi. À không, có vẻ như là Warlock chưa muốn lấy cái trụ này. Anh ta vẫn muốn có được những cái đợt lính để có thể farm. Double O7 vẫn đang muốn chờ đợi một lần nữa. Họ sẽ băng trụ một lần nữa hay chăng? Cái điều này là hay. Tôi nghĩ là đây là một cái điều hay. Bởi vì nếu như bạn dập chết một chỗ nào đó. Đây, lại combo. Ông Zeze gần như không được thở trong trận đấu này. May mà Maokai đằng sau không đuổi theo. Rồi, đóng hộp luôn. Solo, có lính. Và vẫn phải tốc biến ra khỏi cái lồng hộp. Chứ không thì anh ta cũng gặp nguy hiểm. Uzi ra đường giữa, tung một cú lấp, hất tung được vị trí của Diana lên. Nhưng mà Valen đang đứng chặn hông. Và có lẽ là Valen hơi cứng. Tifo quay trở lại, Optimus tuyệt vời. Một cú tốc biến lên. Sẵn đường và Optimus đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng người làm tốt nhất trong cái pha ganh vừa rồi phải chính là Uzi, hoàn toàn là Uzi. Tôi không biết phải nói thế nào về những pha thi đấu Uzi nữa. Mặc dù đội tuyển Sài Gòn Fantasy Fight đang không có lợi được trong trận đấu này, nhưng mà xem lại cái pha thi đấu ở phía đường dưới của Minas, khi chàng này đã lao lên quá cao và phải trả giá bằng lượng sát thương cực kỳ lớn của Gray. Anh chàng này phải lên bảng điểm số. Và tôi nghĩ là ngày hôm qua với trận đấu cuối cùng thì cái vị tướng trong tay của Minas là Tristana, cái khả năng late game của vị tướng đấy nó kinh khủng hơn nhiều so với Sivir. Chứ hôm nay thì Minas đừng để cho mình nói riêng cũng như là Sài Gòn F5 nói chung rơi vào cái tình cảnh đó, tức là phải chờ đợi vào những giao tranh nhỏ lẻ, tích góp những cái lợi thế để rồi có lật kèo. Tôi nghĩ rằng Minas nên cẩn thận hơn trong những cái vấn đề di chuyển của mình. Valen 007 định làm cái gì đây? Họ có giờ bùa đỏ chăng? Họ đang đi vào một cái khu vực mà họ biết rằng đối phương không hề có tầm nhìn. Lúc này đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five di chuyển xuống khu vực đường dưới và lao ra. Đó là vị trí của Jinky nhưng tạm thời là dừng lại ở mức độ nguy hiểm. Nhưng mà Uzi đang đi vào hai con sói và anh ta có thể bị tấn công trong tình huống này. Một cú combo tốc biến đi né được. Không hề có mạng dành cho Valen. Bởi vì đơn giản thôi, Valen chỉ là một tướng hỗ trợ, anh ta không có nhiều sát thương. Và cái cú chiêu cuối thủy lôi tầm nhiệt cuối cùng thì lại có cái lớp giáp của Uzi ngăn đi rồi. Và chúng ta không nói Uzi là một trong những người chơi hoàn hảo vì anh ta thỉnh thoảng vẫn mắc sai lầm, nhưng kỹ năng của Uzi là rất tốt. Optimus bị tấn công.
dường như anh cảm thấy rằng là cái tần suất mà 007 xuất hiện trong rừng của F5 hơi nhiều không? Rất nhiều. Anh ta di chuyển lên rừng khu vực đường trên và di chuyển xuống khu vực rừng đường dưới. Vừa rồi là một pha sử dụng súng cao su nhưng không hề chính xác của Jinky bởi Lloyd đã né đi. Minat ở đường dưới tạm thời vẫn đang rất thua thiệt trong cái kèo thi đấu này. Khi đối đầu trực diện, Sài Gòn Fantastic Five đánh mất đi cái lợi thế duy nhất của mình là đổi đường và họ lao xuống đánh công một lần nữa. Có dịch chuyển và lần bị tấn công nhưng tạm thời Jinky cùng với Minat phải lùi lại. Và đó là một cú choi. Zipo cũng xuất hiện với cú dịch chuyển của mình, hai dịch chuyển và họ sẽ lấy mạng của Jinky. Rất đáng tiếc. Nếu như nói Sài Gòn F5 mạnh trong cái vấn đề đổi đường thì tôi thấy rằng là Bangkok Titan thì họ lại rất mạnh trong cái vấn đề phản ganh. Tổ chức ganh và phản ganh thì Bangkok Titan rất tốt với những cái cú dịch chuyển cũng như là cái khả năng hỗ trợ nhau. Cái người tưởng chừng như chết chắc rồi thì lại vẫn có thể về với sự sống và đẩy đối phương vào chính cái hiểm cảnh mà mình vừa phải hứng chịu trước đó có vài giây. Jinky, cái chỉ số đi rừng ở vấn đề ăn lính của Jinky tôi nghĩ là cũng ổn, nhưng mà có lẽ là cái sự can thiệp của Jinky từ đầu trận đấu đến giờ tôi nghĩ rằng nó không hiệu quả bằng 007. Đúng là như thế, và chúng ta có thể thấy rằng khu vực đường trên là một trong những cái điểm mà khiến cho đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five họ phải thay đổi đi một phần nào đó cái lối chơi của mình. Đáng nhẽ ra Rumble phải có khả năng đi hòa hoặc là hơn so với Maokai, nhưng vì anh ta đã bị chết quá nhiều ba mạng ở trong giai đoạn đầu trận đấu cho nên luôn luôn phải có một chút xíu những cái sự bảo vệ của Jinky lên khu vực đường trên. Vô hình chung Jinky mất khoảng thời gian di chuyển lên đường trên và anh ta không di chuyển ra khu vực đường giữa nhiều được, không di chuyển ra khu vực đường dưới nhiều được và làm cho hai cái đường quan trọng nhất của đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five bị áp lực quá nhiều. Họ không lựa chọn những cái kèo thi đấu hơn hẳn mà những cái kèo thi đấu phòng ngự, mà những kèo này rất cần những cái cú phản ganh đến từ Jinky, những cái cú sử dụng súng cao su khi đối phương đã sử dụng chiêu thức lao lên. Cua lóc không bị phát hiện ra trong tình huống này hay chăng? Vẫn bị phát hiện ra. Và nói về phản ganh thì tôi nghĩ rằng là khi mà để cho Zack phản ganh thì tôi nghĩ rằng cái bộ đôi của Sài Gòn F5 họ cũng một phần nào đó có lợi thế vì Zack còn cái nội tại, ít nhất là anh ta vẫn còn là những cái chướng ngại vật khi anh ta chết rồi. Nhưng mà thú thật là từ đầu đến giờ thì chưa thấy một cú gọi là phản ganh nào của Jinky cả. Hy vọng nó sẽ sớm xuất hiện. Maokai đường trên của Warlock lên trước cho mình là Triệu Trường Sinh, một lối lên đồ rất tự tin, một lối lên đồ mà không thường thấy bây giờ của Maokai. Maokai hay ưu tiên lên trước cái vinh quang chân chính, nhưng ngày hôm nay thì vì xanh quá cộng với đối phương thọt quá rồi thì cái Triệu Trường Sinh này nó sẽ hứa hẹn một điều là ông JJ nếu còn phải đối đầu trực diện thì sẽ vẫn cứ thọt trước một vị tướng như Maokai. Thường thì nếu như Maokai ở khu vực đường trên mà đường giữa của mình cũng là một vị tướng pháp sư thì bạn có thể bỏ qua, không cần lên nhiều sát thương phép làm gì cả. Những bài Jinky bị dính một cú combo Double-O7 gây khá nhiều sát thương và những cú chiêu thức được tung ra bởi đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five thì lại không thực sự hiệu quả. Và cái món đồ gì trên người của G4 kia? Nanh Nassau, đây là một món đồ mà tôi nghĩ rằng là nhiều người chơi Diana cũng thích lên vì cái nội tại của Diana sẽ được tận dụng triệt để với cái tốc độ đánh cũng như là cái bộ chiêu thức nó được tích hợp 20% một chiêu thì nó sẽ ổn hơn. Như vậy là chúng ta đang bắt đầu rõ được ý đồ của đội tuyển Bangkok Titan. Trong trận đấu này rất có thể họ sẽ đưa G4 đi lẻ, anh ta lên Nanh Asor để có thể đẩy đường cũng như là đẩy trụ một cách nhanh hơn. Với việc giảm ra đổi chiêu của chiêu thức, với việc có tốc độ đánh nhanh để liên tục kích hoạt nội tại của Diana thì chắc chắn trong trận đấu này G4 với dịch chuyển sẽ là người liên tục đẩy đường. Bây giờ lao vào và có thể đẩy hất tung Lloyd lên. Lloyd không được bắn nhưng có nhiều sự hỗ trợ quay lại bắn tên. Xin lỗi các bạn, là bắn một chiêu cuối rất tốt, lại là một chiêu cuối tốt nữa của anh chàng Uzi. Ba lần tốc biến đi để né cái quả cầu ma thuật của Optimus. Và những cái sự can thiệp từ nãy đến giờ cũng chỉ dừng lại là ép cho đối phương không thể nào ăn rồng được mà thôi. Con rồng vẫn đang mỏ ngỏ. Cái lượng máu một vài thành viên của Sài Gòn F5 bắt đầu yếu đi rồi. Và không biết là họ còn ở lại đây không. Đối phương lại ăn rồng rồi. Những ăn rồng trên tầm mắt của Sài Gòn F5. Và họ cũng đang chỉ muốn có được một cái kèo câu thôi. Ra khu vực đường giữa mà thôi và rất có thể bây giờ sẽ là một pha giao tranh hay không, nhưng họ muốn ăn tận hai trụ và đây là điều mà Sài Gòn Fantastic Five khó làm được, kể cả khi Zana đứng cản, kể cả khi Jinky ở đây làm được thì họ khó, đây là khó thôi, nhưng tôi không nghĩ là có thể thực sự được. Và tôi nghĩ rằng là với cái tốc độ bắn nhanh của CV cộng thêm nhưng mà Zana đứng hơi xa, không có những cái sức tăng công. Và bây giờ thì đang bị ép góc ngược trở lại, 007 đứng lên rất cao so với đội hình của Bangkok Titan. Họ đang khép góc ngược trở lại so với Sài Gòn Fantastic Five. Họ có muốn đẩy đường giữa này không? Họ không có thế lính.
Và ở phút thứ 18 thôi thì có lẽ là Warlock chưa đủ độ cứng để thử sức với cái trụ đầu tiên. Không thể nào làm điều đó được. Và một con rồng đổi một cái trụ ở khu vực đường giữa, Sài Gòn Fantastic Five cân bằng một phần nào đó về lượng trụ. Bên phía Bangkok Titan cân bằng về lượng rồng. Thì đây là một điều tốt cho cả hai, một điều mà cả hai đều tìm kiếm. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng ổn thôi. Và càng về lâu về dài, nếu chúng ta xét về một cái đội hình có khả năng giao tranh mạnh, thì đó sẽ là đội hình của đội tuyển Bangkok Titan. Kể cả khi trận đấu kéo dài đến những cái thời điểm rất lâu, thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn Fantastic Five cũng không hề có cho mình một đội hình có lợi hơn nhiều so với Bangkok Titan. Nhưng tuy là không có lợi, nhưng tôi thấy rằng là Sài Gòn F5 vẫn có được những cái sự đột biến. Vì các bạn có thể thấy rằng là Optimus thì đầu Ari luôn luôn có cái sự huyền cơ trong cái vị tướng này mà mỗi khi anh ta cầm. Còn Mina thì các bạn có thể tin tưởng vào anh chàng trẻ tuổi này, luôn luôn là một trong top những xạ thủ tốt nhất của Việt Nam. Và liệu theo Izumin là với cái thế trận mà dồn ép rất mạnh của đối phương thì Sài Gòn F5 có đợi được đến lúc mà những cái vị tướng chủ chốt của họ có thể lead game được không? Sài Gòn Fantastic Five không phải là một đội tuyển có khả năng đánh giỏi kèo dưới. Tôi không nghĩ rằng họ là cái đội mà thường xuyên lật kèo trong các trận đấu mà họ tham dự. Thường là họ là đội sẽ áp đặt thế trận với cái chiến thuật đổi đường của mình, sau đó sẽ dần dần dẫn đến chiến thắng. Chứ không, họ không quen cái việc là mình bị dẫn trước, sau đó lật kèo lại. Mặc dù trong ngày thi đấu hôm qua họ có những cuộc lật kèo trước 269, nhưng 269 trong những cái trận đấu đó cũng thể hiện được cái sự non nớt của mình. Còn đây là Bangkok Titan, một đội tuyển hoàn toàn khác hẳn. Một đội tuyển có khả năng giữ được cái thế trận, giữ được những cái lợi thế của mình sau khi đã ăn được những mục tiêu lớn. Thì Sài Gòn Fantastic Five họ sẽ phải thể hiện được cái bản lĩnh của mình trong trận đấu này. Và đặc biệt có một cái điểm sáng mà tôi đang nhìn thấy, không phải là Optimus, đấy là điểm sáng đến từ Minas. Vì kể cả khi đang bị thua thiệt rất nhiều về chỉ số lính khu đường dưới, nhưng anh chàng này bắt đầu đã farm hơn rồi, farm được đối phương 6 chỉ số lính. Và đến khi mà con rồng đã bị mất đi thì cả hai bên cũng không còn nhiều cái việc, không còn nhiều những cái mục tiêu lớn để đoạt. Thì có lẽ là cũng chỉ là thi nhau xem ai là người đi kiểm soát tầm nhìn tốt, ai là người di chuyển tốt hơn để ăn đi được những cái lượt lính đẩy lên từ những cái đường của nhau mà thôi. Vừa rồi là định lấy cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới, nhưng hoàn toàn bất khả thi, mặc dù chỉ có một mình Z4 đến thôi. Nhưng cái tầm nhìn trong khu vực bùa xanh của nhà đối phương là hơi ít. Một cú súng cao su anh ta bay ra đó là Zinky, nhưng chỉ nhằm vào mục đích là đe dọa đối phương, nhằm cho đối phương hôn gió trúng Z4. Anh ta quyết định lao vào Optimus, nhưng có sự hỗ trợ của gì kiệt sức rồi lốc đẹp Optimus và cầu về không trúng, lại là một chiêu cuối tốt. Và Z4 được rồi. Nếu như cách đây một combat thì người chiến thắng là Optimus và Uzi, nhưng đến bây giờ thì cũng chỉ là một đổi một mà thôi và hoàn toàn không có lợi. Combo OTT né được, nhưng lông thì anh ta không né được mưa tên lửa. Cả đường dưới trong tình huống vừa rồi và đường trên bây giờ đều khá là nát dành cho Sài Gòn F5. Và hai mạng đổi một mạng trên toàn bộ mặt trận. Sài Gòn Fantastic Five đang bị đẩy ở khu vực đường trên, nhưng tạm thời không có lính. Lính là một trong những cái điều quan trọng nhất để bạn đẩy trụ. Zinky lại đây, phá đi con mắt này. Anh ta, đây là cái nội tại đến từ cái chim quỷ biến dị, chứ không phải, đây là cái trừng phạt chim quỷ biến dị, chứ không phải là cái máy quét. Và lao vào, nhưng lần này là nguy hiểm cho Zinky, chứ không phải là Double O7. À, nhưng mà chính 007 cũng không biết là đằng sau Zinky có cái gì hay không mà anh ta lại điên rồ đến cái mức mà lao vào một cách rất là lõa lồ. Thế nên là cái 007 anh ta cũng không đủ tự tin. Nhưng lần này thì không lõa lồ lắm, vì đằng sau Zinky có người thật, chứ không phải là có người đùa. Nhưng mà nghe chừng là Loi vẫn nam tính như hôm qua. Nhưng lần này anh ta một súng thôi. À thì chứ ý là thì đúng rồi. Chắc hôm qua cắt bớt. Ray thì đúng là chỉ có một súng thôi, nhưng mà súng này chưa to. Khi mà anh ta có thêm được một hai món đồ công nữa thì chúng ta bắt đầu lại phải có thêm những cái sự chú ý đến anh chàng xạ thủ này rồi. Nào thế tường. Đừng có nói cái câu tưởng thế nào, bởi vì ngày hôm nay thì cái bức ảnh của Violet, cái kiểu mà tưởng thế nào cũng rất là nổi tiếng, được chia sẻ trên mạng nhiều rồi đấy. Nhưng cuối cùng thì Violet thua. Chứ bây giờ mà tưởng thế nào mà thắng cơ thì mới nói chuyện, chứ cứ tưởng thế nào mà thua thì không ổn lắm. Và Optimus ở khu vực đường dưới đang có cho mình một chỉ số tương đối tuyệt vời. Và cách lên đồ của anh ta, cách lên trang bị của anh ta, tôi đang nghĩ anh ta lên gì đây? Có phải là cái vọng âm Luden hay không? Hay sẽ là một cái, tôi chắc là chỉ là vọng âm Luden thôi. Thế kiểu lên đồ như này, thế hai cái mảnh này đâu thì còn ghép được cái gì khác ngoài vọng âm? Một cái là song kiếm tay ương, một cái là mũ phù thủy, hoặc là đồng hồ Cajonia. Anh có bị thừa hơi không? Anh có bị thừa hơi không mà khi mà đội của anh đang bị thọt
mà anh ấy lên đồ thì cái kiểu mà thích gì lên đấy đấy thế. Chúng ta phải tập trung vào những cái món đồ lớn để lấy cái nội tại của nó thì mới có thể hy vọng có được những cái cú lật kèo chứ. Nếu như bạn đầu tư tiền một cái cách là dàn trải thì tôi nghĩ là không ổn một chút nào cả. Hai cái mảnh này sẽ có vọng âm sau vài phút nữa mà thôi. Một chỉ số KDE đẹp của Loi, nhưng tại sao tôi nhìn vào cái lượng đồ của Loi nó cũng không chênh lệch quá so với cả Minatiti kia nhỉ? 7.900 so với 7.400. Một con dao găm. Và chỉ là một con dao găm mà thôi, nó không phải là một con số, không phải một con số lớn gì cả. Bây giờ thì nếu như có tay đôi thì vẫn chưa biết mèo nào sẽ cắn mèo nào. Vì bây giờ lao vào và Valen là người giúp Minat lên. Một cú hót có Optimus và Valen lấy bảng đến số, chạy thoát đi được. G4 lao vào, tiêu diệt thành công của Optimus rồi và G4 vẫn đang khá quẩy, tại vì dính kiệt sức. Minas bị ép góc ra một cú vi phía xa, mưa tên lửa khá đẹp. Và G4 lên tuyệt vời. Minas vẫn có thể ăn được cái mạng này. Loi bị tấn công rất nhiều, tất cả đang bảo vệ Loi, chuyển về dạng nội tại. Loi vẫn đang bắn và OEZE cố gắng tìm Loi, tìm được không? Tìm hoài không thấy. Và đó là 4 mạng rồi, Uzi tốc biến đi. Chỉ là 4 mạng thôi và rất may không có 5 mạng. Chúng ta hay nói một cách khác là Sài Gòn F5 đã mất quá nhiều chiêu thức chỉ để lấy mạng một tướng hỗ trợ và có thiên hướng cứng cáp như là Valen mà thôi. Đấy là lý do vì sao mà khiến cho những giao tranh sau Sài Gòn F5 bị thua thiệt hơn. Đây, sự cố gắng của họ tốc biến chiêu cuối vân vân và vân vân chỉ lấy được mạng của Valen, và điều đó là tôi nghĩ là chưa thỏa đáng lắm. Optimus anh ta đã phải mất phi hồ, nhưng cái sự quyết đoán của G4 và những cái chiêu thức mà chỉ thẳng vào đầu của G4 là không thể nào trượt được. Và đó là lý do vì sao mà Optimus phải lên bảng điểm số. Cái quãng đường mà Boomerang nó lượt về nó hơi lâu. Đấy, hơi lâu một chút. Giá như nó về nhanh thì chắc là ít nhất là Minat còn có thể hồi lại được một chút máu đến từ cái bảng công, đúng không nào? 5% máu để có thể đứng lại và ném thêm một cái Boomerang vào đầu của Loi. Và một trong những cái điều rất quan trọng trong pha giao tranh vừa rồi đấy là Uzi ngay từ đầu anh ta đã tung cú lốc của mình, một cú lốc vặn, nghĩa là dắt ở cái đấy, tầm xa, và cú lốc đó được tung ra cùng với cái thời điểm mà Jinky sử dụng cái súng cao su của mình, cho nên cả cái giao tranh đó rất lâu nữa tôi mới thấy Uzi hồi lại cú lốc của mình để ngăn cản những cái thành viên đội tuyển Bangkok Button lao vào, và đó cũng là một cái điểm khá là quan trọng. Anh ta phải dùng chiêu cuối của mình để ngăn không cho Javan lao vào với cú combo của mình. Và bây giờ thì có lao cú đứng trên nhưng có không có về x Double Seven đang ở đó, nhưng liệu có làm gì hay không, có combo không? Không có. Các bạn có thể thấy được rằng là trong mọi tình huống thì Bangkok Titan luôn luôn tập trung thành viên của họ là rất là nhanh. Một thành viên đi lẻ thôi nhưng lại lao vào là Jinky, không trúng một ai cả. Jinky bị kéo, anh ta không quá cứng, mưa tên lửa giải ra cũng không thực sự là tuyệt vời. Jinky yếu máu, đóng lồng, nhốt được 2-3 thành viên gì đó, nhưng không cũng 7 vẫn phải lẻ bèn số, nhưng đó là một cú 1-3. Mặc dù giao tranh trong một cái địa hình nhỏ hẹp là lợi thế của OZZ, lợi thế của Rumble, nhưng tôi thấy anh ta không rất thương. Thứ nhất là vì cái mưa tên lửa giải hơi xấu, và thứ hai là nhìn vào một cái chỉ số KDA thế kia thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của anh ta. Anh ta đang lên đồ theo cái lối là mình đứng đằng sau giải cái mưa tên lửa thôi. Đối phương đang có rất nhiều kháng phép. Thế cách lên đồ này của OZZ nếu chỉ tính về gây sát thương là hoàn toàn hợp lý. Ngày hôm qua có rất nhiều trận đấu mà chúng ta phải nói về cách lên đồ của OZZ. Và trong trận đấu này thì tôi nghĩ rằng đó là một cách lên đồ chính xác, không hề có bất kỳ một vấn đề gì cả. Chỉ quan trọng là cái vấn đề cách mà anh ta sử dụng cái mưa tên lửa của mình. Cái pha giải vừa rồi nó không thực sự quá đẹp. Nó theo cái hướng là ngăn cản các thành viên đội tuyển Bangkok Button lao vào tấn công Sài Gòn Fantastic Five, chứ không phải là gây sát thương lên các thành viên đội tuyển Bangkok Button. Và với cái việc mà chênh lệch đồ như thế này và bắn trượt cả cái lao điện, tốc biến đi khá ổn, tốc biến theo. Được. Và mặc dù OCZ từ đầu trận đấu giờ cái gì chứ riêng khổ thì anh ta có thừa, nhưng anh ta đã thoát chết một lần nữa. Jinky solo không ổn lắm nhưng có người đến, đó là Minat. Jinky có nội tại không? Không cần nội tại. Và đáng tiếc nhất trong tình huống này là OZZ với cái mưa tên lửa của mình không có một cái mạng hỗ trợ nào cả. Hơi buồn. Đôi lúc nó cuộc sống nó như thế, cuộc sống nó không như cuộc đời. Và Double-O7 đang lao vào đây, đang muốn cướp con bùa đỏ này trong tay của Minat, nhưng mà Minat rất đánh đá. Wow. Chị rất đánh đá. Rất kinh. Ôi, ôi, tuyệt vời. Tốc biến lên hùng trượt. Đây rồi, chính là đôi giày dành cho Optimus. Và tôi thề, phải là tôi thì tôi cũng ăn được cái mạng vừa rồi.
dễ mà, đúng không? Đúng. Bật W lên, ném cầu, cứ cho là trượt một lần đi thì cũng giết được. Không, chỉ cần bật mỗi W vào chiêu cuối, những chiêu thức không cần, không bao giờ trượt của Ari. Nhưng mà là anh thì sẽ không giết được. Bởi vì tôi không thể đánh Isin mà xúc trượt sóng âm hai lần liên tục được. Vậy mà có người làm được thế mới kỳ tài, nó mới là kỳ tài. Anh thấy hôm nay không? QTV vô địch Isin nhờ cái việc mà không tăng vào sóng âm. Đúng rồi. Hoàn toàn đúng, suy nghĩ cực kỳ logic. Bây giờ tăng để mà xúc trượt thì tăng làm gì? Và tôi nghĩ là trong cái vấn đề này thì anh Hoàng Luân là một người đã bình luận sai. Không phải là QTV đi du học, du hiếp thì cun cùng gì cả. Mà anh ta sợ. Anh mới lên là hiệp ám ảnh, chứ không phải là tôi là an ám ảnh. Anh mới là một cái người biết cách gây ám ảnh cho người khác. Và đó là lý do vì sao mà QTV đạt được chức vô địch. Chỉ đơn giản là đánh Lee Sin không tăng quy, thế thôi. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với nội dung quay chính trở lại với nội dung của trận đấu. Thì bây giờ bên phía đội tuyển Bakobaton đang có những tình huống zone F ở khu vực Baron. Họ đang cắm khá nhiều mắt, ăn được con cua kiên cường ở đây, con cua kỳ cục ở đây. Và có những cái hồn ma do thám đến từ cái bãi sói ở khu vực đường dưới G4 vẫn đẩy. Đây là chiến thuật mà chúng ta đã dự đoán đội tuyển Bakobaton sẽ sử dụng. Bakobaton sẽ đưa G4 xuống khu vực đường dưới và cứ liên tục dồn ép ở đây. Cứ đẩy thẳng một đường và luôn bắt Sài Gòn Fantastic Five cử một người ở đó. OEZE thì không thể nào làm gì được rồi. Và đây cũng là một chiến thuật từng ngay giai đoạn ban đầu. Họ quyết tâm tất cả mọi thứ đi đọt cho OEZE không khỏe được. Và OEZE sẽ không đi một mình được. Cái người cầm dịch chuyển của Sài Gòn Fantastic Five không đi được một mình. Thì không ai đối đầu được với G4 mà có dịch chuyển cả. Ồ, đường trên không né được hất tung. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái người đằng sau Jinky thì cũng không muốn giao tranh. Vì Rumble sát thương là sẽ không thể nào đủ được để mà tiêu diệt một Warlock từ kia đồ được. Và nếu như cứ để Diana ở cái đường dưới mà tự do vận động một cách như thế này, thoải mái như thế này, thì tôi nghĩ rằng là hơi khó. Cái quả cầu ma thuật gần đây nhất của Optimus trúng cả lượt đi và lượt về, mà G4 gần như không mất máu, thì có phải đây là một cái điều đáng lo ngại không? Đúng, vì cái chiêu W của vị tướng Diana này trong giai đoạn gần đây đã được tăng sức mạnh. Cái vòng quay nó nhanh hơn để nó trở lại với cái khiên lần 2 dành cho vị tướng Diana này. Và Diana trong trận đấu này cũng lên những trang bị phòng ngự, nhất là những trang bị phòng ngự về sát thương phép rất nhiều, kháng phép rất nhiều. Và đang là con Baron, đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five đang tiến ra. Có một cái thấu kính đến từ vị trí của Sivir. Uzi đang chờ đợi, Minas đang chờ đợi. Có một cái dịch chuyển, cú dịch chuyển đến từ G4, Optimus cũng đang di chuyển. Đánh và nhau mất khá xanh. Nhiều máu. Đánh nhau ở bùa xanh, tuy là đánh nhau nhỏ thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đến tính mạng OZZ thôi. Vì OZZ bây giờ đang yếu quá rồi, anh ta đã có được mặt nạ đọa đầy. Và cái con đường đến được với món đồ quan trọng nhất của Rumble là đồng hồ cát, thì tôi nghĩ rằng nó phải đến tầm không dưới một 10 phút nữa. Một tình huống cực kỳ tuyệt vời của SF5 khi họ đã dụ được G4 mất cái di chuyển của mình, ngăn được cái pha đội tuyển Bakobaton ăn con Baron. Và bây giờ họ ăn con rồng này, cân bằng về tỷ số rồng đang là 2-2. Mặc dù tiền thua đang 5.000 nhưng cái lượng tiền chênh lệch đó không ăn thua. Chúng tôi có thể ấn X lên. Đang tập trung lên khu vực đường trên, 3.000 tiền chênh lệch của khu vực đường trên. Nhưng Rumble là một vị tướng đôi lúc không quá phụ thuộc vào cái lượng tiền của mình, mà chỉ phụ thuộc vào bạn giải cái mưa tên lửa, bạn làm họa sĩ như thế nào thôi. OBC là một người chơi rất đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp nhưng trai mà thì nó liên quan có liên quan đến họa sĩ không? Không. Thật không? Hình như không. Tôi thường thấy những cái người họa sĩ đôi lúc họ đôi lúc có một cái nét lãng tử như tôi vậy. Lãng tử với đẹp trai nó không liên quan đến nhau. Còn anh thì tôi khẳng định là cũng không đẹp trai. Tôi khẳng định là anh không đẹp trai. Nếu ai đồng ý xin một tràng vỗ tay đi ạ. Nói gì đi? Anh nói gì đi? Rõ ràng là không rồi. Anh chỉ đánh Lee Sin giỏi thôi. Vâng, và quay lại với nội dung chính của trận đấu này thì đúng như Easy Min nói, lượng tiền chênh lệch ngày hôm qua Sài Gòn F5 họ còn bị chênh lệch nhiều hơn ở những cái phút mà còn sớm hơn là cái phút 33 này. Thế chẳng có lý do gì mà họ quá là bi quan cho một cái thế trận mà bị hơn có tầm khoảng 5-6k tiền như vậy. Mà họ cái thế trận này gỡ được. Mà cái thế trận này thì đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five lựa chọn tương đối giống cái kiểu hôm qua. Tôi chỉ thấy một cái vị tướng hôm qua thôi, đó là có Optimus sử dụng Ari. Một cái trận đấu mà anh chàng này đã sử dụng Ari tương đối tốt. Nếu như không nói đến những gì Minas đã thể hiện, thì Optimus là người thi đấu tốt nhất sau Minas trong cái trận thi đấu thứ năm đó. Đây, ở khu vực đường dưới. Đây mới là căng này. Chỉ có căng. Vài nhát chém, mất hơn 1/3 cây máu của trụ.
Vậy thì cái đợt lính tiếp theo sẽ là bao nhiêu cây máu đây? Nhưng có cái giải pháp. Ồ, cái cự lính, cái con mắt này. Lại là con mắt. Cho tôi xem cái con lại mắt xanh. Lại là con mắt này. Con mắt xanh, đây này. Đây là cái vị trí mà các bạn nên học ngay khi mà muốn đẩy trụ. Và mưa tên lửa lần này khá ổn, có dịch chuyển, chạy về đi là vừa. Và cái việc chạy đối với Optimus thì không khó. Ồ, tuyệt vời. Đó là một cú tác bạc đẹp đến từ vị trí của đài nào. Optimus lại được hồi máu nhưng chẳng lưỡi liềm tốt lại sẽ bị kéo lại. Lòi lên bảng điểm số rồi. Minap đang được ném và anh ta bị kiệt sức. Này này này, Top C4 không có khoảng trống. Anh ta lao vào vị trí của Minap. Minap tốc biến đi, quay lại ném và khá nhiều chí mạng. C4 điểm số rồi. Minap vẫn đang được ném nhưng ba thành viên của giải đấu F5 không còn nhiều máu nữa. Tôi đánh giá là phản ganh như vậy là cũng thành công rồi. Bắt được hai nơi quan trọng nhất của đối phương cũng phải lên bảng của mình là một cái điều mà tôi hoàn toàn chấp nhận được. Bắt được đường dưới và đường giữa, nếu tính về trên cơ thể thì rõ ràng đây là hai bộ phận quan trọng nhất. Và đội tuyển Sài Gòn Fantasy họ đã lấy được những cái mục tiêu rất quan trọng của đối phương. Và đặc biệt trong tình huống đó thì Minas là người ăn được mạng. Chúng ta xem lại pha thi đấu này, cả hai bên đã chờ đợi nhau rất khéo. Optimus không tung cái cú hôn gió của mình sớm bởi vì anh ta biết rằng kẻ địch đã vẫn còn đồng hồ cát. Bây giờ mới tung cái hôn gió của mình và đó là một cú hôn gió ngăn cản được cái lượng sát thương. Loi tiến tới dứt điểm được cái mạng này nhưng Uzi đã kịp tung kiệt sức. Minas cũng tung cái lượng sát thương của mình ra rất khéo và đó là những gì mà chúng ta có thể thấy trong pha thi đấu vừa rồi. Cái tình huống này anh ta ấn cái chiêu E hơi chậm. À nhưng anh ta không còn E nữa. Không còn. Và Minas chính là cái điểm sáng. Bật đấy. Bây giờ mới hồi. Bây giờ mới hồi. Có thể là bây giờ mới hồi. Và tôi đã có một cảm giác rằng là cái từ bị bắt lẻ nó không có trong từ điển của Marcus Titan. Những cái thành viên mà bị Sài Gòn F5 lao vào thì đấy đều là những cái sự tính toán có chủ đích của Marcus Titan. Chứ họ không hề có khái niệm bị bắt lẻ từ ngày hôm qua đến giờ. Tôi đang cảm giác như vậy. Đã bắt thì chỉ chặn thôi, không có lẻ. Và những cái tình huống mà chúng ta thấy rằng Marcus Titan họ có hai cái di chuyển thì cái việc mà phối hợp với nhau nó tương đối là dễ dàng. Wow. Đặc biệt. Wow. Rất cái lượng sát thương của Minas. Chúng ta đang có một người tái hiện lại trận đấu hôm qua, Minas. Anh chàng này, xin mời ấn X hộ tôi để xem cái lượng tiền. 14.000 tiền so với 13.700 tiền của Loi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Minas nhiều tiền hơn so với Loi. Và đây là một trong những cái điều mấu chốt của đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five. Đó là vào giao tranh. Và có một người đã phải lên bảng đếm số nhưng đáng tiếc đấy là Optimus. Không hiểu lý do vì sao mà anh cạ lên bảng nhanh như vậy. Chắc là cái bộ chiêu thức trọn vẹn của Loi nó đã dồn thẳng hết vào mặt của Optimus rồi. Mất Optimus, không còn vọng âm Luden thì phòng thủ cái kiểu gì đây? Đường giữa đang được ping rất nhiều. Mặc dù với những thay đổi gần đây thì những cái trụ đường giữa nó đã nhiều máu hơn. Nhưng với một cái tấn sát thương như thế này thì có x2 máu đi chăng nữa thì cũng vẫn phải bị mất cái trụ thứ hai của một đường giữa mà thôi. Và thêm cái trụ bên thêm. Nhảy vào là Jinky. Nhưng không có đồng hồ cam khiến cho ông JJ không dám đứng lại để chơi. Anh ta buộc phải tốc biến đi thôi. Và mất nội tại sẽ bị bóc ngay sau đây. Mạng ai ăn mà thôi, chắc là Lòi. Đúng. Minas đang bạn khá tốt, anh ta vẫn đang liên tục tung những cái cú sát thương của mình ra. Ủa? Nhưng đến một thời điểm thì lùi lại. Boomerang, boomerang. Và đó là những cái boomerang chí mạng thì phải. Đúng, có chí mạng. Có chí mạng thì mới giúp cho Minas có cái mạng vừa rồi của Valen. Anh có thể giúp tôi phân biệt cái sự khác biệt giữa vấn đề late game của Tristana và late game của CVS được không? Rõ ràng thì CVS mạnh hơn ở chỉ trong cái khoảng thời gian ngắn. Với cái cú chiêu cuối của mình khi bật lên sẽ được tăng tốc độ đánh, tăng tốc độ chạy và tốc độ chạy là rất nhiều. Và chưa kể CVS có một cái điều quan trọng hơn với rất nhiều vị tướng khác là anh ta tung được hai cái đòn bắn của mình ra trong cùng một thời điểm tương đối nhanh. Khi bạn tấn công vào người của đối phương rồi ngay lập tức ấn cái chiêu W của mình thì trong cái thời điểm đó sẽ lập tức, gần như lập tức là có cái đòn bắn thứ hai của cái vị tướng CVS này. Và đấy cũng là một lượng dồn sát thương nếu như bạn thực sự thuần thục với cái kết hợp của boomerang, cái chiêu quy thì cái khả năng gây sát thương trong cùng một thời điểm của CVS là tốt hơn hẳn so với Tristana. Và đây lại là một pha can thiệp rồng tốt nữa của Sài Gòn F5. Và tôi nghĩ rằng cái lượng tiền chênh lệch 6k này sẽ được bù đắp bằng những cái búp rồng. Một tràng vào tay dành cho họ đi. Và mặc dù thu tiền thì cái đường dưới này không bị dính trên tên lửa tầm nhiệt. Optimus vẫn đang sống nhưng không ổn một chút nào cả. Ngay cái khoảnh khắc mà Optimus ở trên cao thì ăn ngay một cái chiêu cuối đạn nổ thần công của Loi. Loi vẫn luôn là người biết chọn khoảnh khắc và có những cái chiêu cuối rất là ổn. Không đây, ổn rồi. Không ổn rồi.
Đây sẽ là con Baron dành cho đội tuyển Bangkok-Bayton. Tôi đoán là như vậy. Tôi đoán rất nhiều phần trăm là rất có thể Bangkok-Bayton sẽ tiến ra con Baron trong tình huống này. Vì Lloyd, anh ta đang có một lượng sát thương rất lớn. G4 có dịch chuyển ở khu vực đường dưới. Ở khu vực đường trên, Warlock cũng có dịch chuyển, nhưng anh ta không cần phải dịch chuyển đi đâu cả. Và họ sẽ tiến tới con Baron này. Đây sẽ là một trong những cái pha mà cái người quan trọng nhất tôi muốn hướng máy quay đến Zinki, cái người mà sẽ thực hiện cái cú cướp Baron này. Nhưng liệu có được hay không? Câu trả lời đó là không. Tôi nghĩ là cũng khá là hên xui, nhưng mà cái phần xui thuộc về F5 nhiều hơn. Trông vào vị trí của Zinki, chuyển máy quay về Zinki hộ tôi cái. Trông Zinki bây giờ thì có vẻ là lực đấy, người rất to, nhưng mà các tiền bối nói cấm mất sai. Baron đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bủng beo. Tôi không nghĩ là cái tấm thân này có thể trở ra được, có cái hàng Baron với cái từng kia sát thương đang chờ anh ta ở trong đấy. Và cái vị tướng Jack này cũng có một đặc điểm, đấy là càng nhiều máu anh ta càng to. Đúng rồi. Càng ít máu thì anh ta càng nhỏ. Và cái việc mà anh ta vào hàng Baron tôi nghĩ rằng cũng không chuyển về cái dạng nhỏ đâu, mà anh ta lên bảng điểm số luôn, chắc chắn chuyển rồi. Về dạng phân bào của mình thì đúng và hơn. Và tôi cũng không dám chắc rằng là cái tình huống đấy Zinki còn phân bào hay không, vì anh ta mới chết cách đấy không lâu. Có khiến Baranduin có một cái giáp tâm linh lại lao vào là Zinki, nhưng không trúng một ai cả, hình như trúng Warlock. Mưa tên lửa giải ra cũng được, nhưng cái sức hiệu quả của nó là không nhiều, vì đường dưới này Z4 đang phá trụ, và thậm chí là anh ta còn quay sang suýt chút nữa tiêu diệt Optimus luôn. Cái sức mạnh của Z4 bây giờ thì ai cản nổi đây? Nếu như không có trợ giúp thì rất khó, nhưng vừa nói khỏi mồm xong thì sẽ có sự trợ giúp của Uzi đến. Và khi có Uzi thì rõ ràng là Optimus trở nên tự tin hơn, và anh ta đã có được một mạng hạ gục, một chỉ số hạ gục dành cho Optimus. Và với pha thi đấu này thì ít nhất là 2 phút tiếp theo Bangkok-Bayton sẽ không đẩy được nhà của đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five. Khi chỉ là một thành viên của đội tuyển Bangkok-Bayton, chúng ta sẽ thấy rằng cái bùa lợi Baron này nó cũng chỉ còn khoảng từng đấy cái thời gian mà thôi, nó không còn nhiều, nó chỉ còn được một cái nửa cái thời gian của nó. Như vậy là khi mà cái đợt tấn công tiếp theo của đội tuyển Bangkok-Bayton vào nhà của Sài Gòn Fantastic Five thì sẽ không còn bùa lợi Baron nữa. Và hy vọng rằng với cái việc không còn bùa lợi Baron nữa thì Bangkok-Bayton sẽ bị kìm hãm nhiều về cái vấn đề đẩy nhà. Một trong những cái vấn đề mà khiến cho Zotac 269 ngày hôm qua đã phải gần như là ôm hận. Họ tiêu tốn nhiều thời gian trong vấn đề đi câu. Họ cứ chênh lệch hơn 10k tiền nhưng họ cứ đi tìm kiếm những cái thứ mà quá chắc chắn. Nhưng Bangkok-Bayton thì ngày hôm nay thì họ cáo hơn nhiều. Họ biết một phần họ cải thiện được hành tích của họ một cách vượt bậc như vậy là Bangkok-Bayton đã cải thiện được cái tính cách mà trong những cái mùa giải trước họ rất là kém, đó là cái sự quyết đoán. Bangkok-Bayton bây giờ quyết đoán của họ là có thừa, và với cái việc mà tranh đến 10k tiền này mà cho họ một cái cơ hội bé xíu thôi thì họ cũng sẽ cho nhà của Sài Gòn F5 banh xác luôn. Nhưng quyết đoán là một trong những cái đức tính mà nó cũng có hai mặt. Đấy là quyết đoán trong những cái tình huống bạn lao vào có lợi, và đôi lúc bạn quyết đoán nhưng nó lại gây hại. Bạn lao vào nhưng bạn lao vào quá sâu và không rút ra được, thì đấy là một trong những cái điều mà đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five họ có thể tận dụng, đặc biệt là khi có một thành viên nào của Bangkok-Bayton lao vào tấn công một thành viên nào đó của SF5, thì SF5 có thể thực hiện cái thế trận của mình, đấy là họ đẩy được các thành viên đối phương ra, và cũng như những cái tình huống chiêu thức ngay lập tức dồn vào bởi Jack, bởi Rumble ra tuyến sau, thì đấy là cái điểm có lợi. Vẫn còn bù lợi Baron, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Rất đen cho Sài Gòn Fantastic Five là Bangkok-Bayton đã tập trung rất sớm để tận dụng nốt những cái giây cuối cùng của bùa lợi Baron, không như tôi dự đoán. Zinki vừa nhảy cái gì trong cái tình huống vừa rồi ấy nhỉ? Anh ta nhảy vào cái mắt. Thực ra thì cái cú nhảy đó hơi vô nghĩa một chút nhưng không sao. Có thể là cũng chỉ giặc súng cao su để cho đối phương cảm thấy sợ mà lùi về mà thôi. Anh ơi, bỏ tay ra luôn mà. Đáng nhẽ là bình thường để nguyên và không làm gì cả. Nhưng ta lỡ ấn nhầm vẫn ra khu vực đó, tôi nghĩ là một tình huống như vậy. Chắc là như vậy, nhưng mà nhầm thì cái tình huống vừa rồi thì còn được. Nhưng mà nhầm trong những cái tình huống khác, trong những cái trường hợp khác thì cũng biết đâu là phải trả giá bằng những cái giá rất là đắt. Chênh lệch 10k tiền, có một đường rồi là Bangkok-Bayton. Lợi thế của họ đến được với chiến thắng này là rất lớn. Khu vực đường dưới luôn luôn là một cái gì đó rất là khắc tinh với cả khu vực hang Baron. Vậy thì con Baron tiếp theo cũng là một con Baron có nhiều lợi thế hơn dành cho đội tuyển đến từ khu vực Thái Lan. Cái việc của chúng ta là nên kéo thêm lợi thế trước khi con Baron tiếp theo xuất hiện đi. Và cũng một điều quan trọng nữa là con rồng sẽ xuất hiện. Trong cái tình huống mà đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five vừa ăn rồng là họ đã để mất mạng ở khu vực đường dưới, cái mạng của Optimus. Optimus bây giờ đã lên cho mình cái đồng hồ cát, một trong những cái điều rất quan trọng. Nhưng đôi lúc
tôi dự đoán trong trận đấu này anh ta vẫn không ấn kịp đồng hồ cát. Đấy là một trong những cái điều rất quan trọng, vì cái lượng sát thương dồn của băng Covington nó không lường trước được, nó rất nhiều. Khi mà G4 lao vào cùng với Trang Lễ Liềm và Trang Non thì đấy là một lượng sát thương vô cùng lớn, với lượng sức mạnh thuật là 677. Đấy rồi, và tốc biến để né hôn gió. Nhưng G4, anh ta quay lại bật đồng hồ cát, đồng đội của anh ta đâu? Bây giờ đến thì có vẻ như là hơi muộn. G4 sẽ bị tiêu diệt trong tình huống này. Mưa tên lửa tải ra cực điểm, lòi khung được bắn, lòi tốc biến về. Và Long sẽ là người bị tiêu diệt trước. Double kill dành cho Minam. Một kịch bản hiên ngày hôm qua, dùng chiêu cuối tên lửa tập nhiệt để hất tung ba thành viên bỏ chạy. Dìm kỳ lại và dùng phi thân đến. Ra là không có gì cả, chưa có gì cả. Tôi đôi khi tôi vẫn hơi bị nhạy cảm quá về những cái cú dặn của Jinky. Súng cao su nhìn nó là một cái gì đấy. Tôi khẳng định rằng súng cao su là một trong những cái chiêu thức mà ở cái dạng channeling nhìn tôi đã thấy sợ rồi. Đúng là như vậy. Chính ra cái chiêu cuối của Fiddle cũng không sợ bằng cái chiêu súng cao su này đâu. Vì nó chiêu cuối của Fiddle đôi lúc chỉ là một lần trong giao tranh thôi. Còn cái súng cao su nó liên tiếp. Đúng rồi. Nó cứ nảy nảy liên tiếp. Và đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của Jinky trong trận đấu này. Và cũng như Sài Gòn Fantastic Five đã có cho mình được con rồng thứ tư. 1 phút 20 giây nữa thì con Baron tiếp theo trận đấu, con Baron thứ hai sẽ ra đời. Đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five, Minas đã đầy đủ trang bị, Lloyd cũng đã đầy đủ trang bị. Nhưng nếu nhìn về cách lên trang bị, Tam Hợp Kiếm đã được có trong danh sách trang bị cuối cùng của Gray. Bên phía đội tuyển Bangkok Bison, trong cái đó thì Minas, đấy là một trang bị phòng ngự, một trang bị khiên chữ thập Banshee. Tại để sao ngăn cản những lượng sát thương của đối phương lao vào mình? Tại sao lại là Tam Hợp Kiếm nhỉ? Họ đâu có thiếu sát thương phép đâu, mà tại sao không phải là một món đồ khác, kiểu như là gươm vô danh thì cũng có tốc độ bắn, tuy là không có chí mạng thôi nhưng nó lại có một cái nội tại cực kỳ tuyệt vời cho ra sát thủ. Thì đôi lúc nói chung là một cái sở thích của anh ta mà thôi. Anh ta có 65% chí mạng, anh ta muốn tăng cái tỷ lệ chí mạng của mình lên, anh ta muốn tăng những cái tình huống nguy hiểm khi lao vào giao tranh hơn. Và lại là một lần nữa, đó là sự mở đầu giao tranh của đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five. Ba lần thoát đi được, nhưng G4 ở giữa đội hình và anh ta lao vào tấn công Minas. G4 đổi Minas tốc biến đi, tấn công vào 1.7x, ta có thể Minas phải lùi ra và còn tiếp tục lao vào, lôi và đang được bắn. Hôn gió không chính xác và vẫn lao vào. Và đấy là một pha súng hút. Nhưng Lai sẽ lên vào. Minas vẫn đang được tấn công. Không cần phải chờ rồi lên vào. Và đó là quét sạch cho đội tuyển Sài Gòn và Fantastic Five. Chắc chắn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hơi buồn một chút. Hơi buồn một chút là xạ thủ Minas cũng phải đồng quy vu tận với đối phương. Nhưng làm được đến như vậy, làm trong một cái tâm thế kém đến gần 10k tiền mà Sài Gòn F5 họ thi đấu tốt đến như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại cái trường ca, cái trường đoạn này. Hôn gió rất chuẩn. Valen từ nãy giờ là cái người di chuyển hơi lỗi. Mặc dù anh ta cứng thật nhưng anh ta cũng nên cẩn thận một chút. Và hãy nhìn vào cái cách mà G4 bốc hơi. Anh ta không được chơi. Anh ta không được chơi nhiều. Trong cái thời điểm hiện tại thì đã mất đi một cái trụ nhà lính ở phía dưới. Rất đáng tiếc, một pha bách về, lùi về không kịp thời của Jinky. Ở cái pha thi đấu này, một tình huống súng cao su, nếu như mà nó chính xác hơn, tôi đoán là Minas đã không phải lên bảng điểm số. Đúng rồi. Và một trong những cái mấu chốt nữa là Lloyd trong tình huống vừa rồi không được bắn nhiều. Và đây. Đây là cái giáp phản, chắc chắn. Rất khó chịu. Đấy cũng là một trong những cái điểm mà ngày hôm qua chúng ta nói đến về bên phía đội tuyển 269. Giả sử như những người chịu đòn của 269 lên giáp phản thì có lẽ thế trận đã khác. Nhưng không có. Và ngày hôm nay Warlock có cho mình cái giáp phản, một cái trang bị mà khi Sivir đang đầy máu bỗng dưng lại chuyển coi như là tí máu. Bây giờ Minas anh ta chịu chơi hơn, anh ta đã chuyển luôn sang trang bị Tam Hợp Kiếm. Đồ của hai xạ thủ hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau là cái giày loại gì mà thôi. Một bên giày cuồng nhiệt, một bên là giày nhanh nhạy. Và tôi nghĩ rằng là hai cái loại giày này thì nó có những cái tác dụng nó cũng ná như nhau. Một cái thì tăng tốc độ di chuyển trong suốt trận đấu, một cái thì chỉ tăng khi mà bạn có được những cú đánh vào quái hoặc là vào tướng của đối phương mà thôi. Lại là những cái tình huống thiết lập ở xung quanh khu vực hang Baron. Đây đã là mồ chôn của rất nhiều những anh tài rồi. Nhưng trong trận đấu này thì anh nào bị chôn thì phải chờ xem đã. Hên xui thôi, đến cái tầm phút thứ 50 này thì chỉ là hên xui, và ai di chuyển tốt hơn thì người đó sẽ
là người có được lợi thế trong những pha giao tranh. Và tôi rất đồng ý với Izumin một quan điểm, đó là cái giáp phản trong người của Maokai đang có được những cái tác dụng không ngờ. Vì đôi khi mà CVM muốn không muốn bắn vào người của Maokai, nhưng chính ra cái chiêu W của anh ta lại vẫn cứ nảy sang người của Maokai. Mặc dù nó phản lại không nhiều nhưng mà phản lại cũng vẫn là phản. Thật ra thì nó là một nửa lượng sát thương mà CVM gây ra trong song so với cái đòn bắn đầu tiên. Bây giờ Leo vào OZ bị tấn công, ngay lập tức ấn đồng hồ cam và 017007 anh ta xe lên bảng điểm số trong tình huống này. Vivo lao vào ấn đồng hồ cam, nhưng các thành viên Sài Gòn Panther này vẫn có thể làm điều đó. Vân Bảo tạm thời là chưa, nhưng một cú chiêu cuối khá tuyệt vời của Lloyd, Vân Bảo đã bị hạ gục rồi. Optimus cũng lên bảng điểm số 2-2 và vẫn chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Uzi bỏ chạy. Con Baron và Goten sẽ ăn mất rồi. Không ổn. Cho đến khi mà cái đạn nổ thần công chưa tung ra thì hoàn toàn là Sài Gòn F5 chơi rất ổn. Nhưng chính vì họ đã tiêu diệt được hai thành viên quan trọng của đối phương khiến cho họ bị hừng quá. Họ lao vào một cái khe hẹp mà họ không hề nghĩ rằng là đối phương còn đạn nổ thần công. Và chui vào khe, solo, mid up. Không, thực ra là 2-1, Lloyd là người chiến thắng nhưng vẫn bị sấy. Lại không bị sấy. Một pha thi đấu mà có quá nhiều sự cover đến từ hai thành viên còn lại của Marco Titan, hỗ trợ là nhiều. Và Lloyd rất tỉnh táo, anh ta đứng lại và những sát thương của Lloyd là nhỉnh hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta nói đến xạ thủ là một trong những người có khả năng gánh trận đấu tốt nhất. Vì đôi lúc đến giai đoạn cuối trận, một mình anh ta có thể chấp 3, chấp 4, chấp 5. Và đấy là xét về mặt sát thương thôi. Vì đôi lúc chúng ta cần nhìn về cái khả năng chí mạng của xạ thủ. Một pha chí mạng của xạ thủ về cuối trận đấu là khoảng tầm hơn 1.000 sát thương, có như là hơn hẳn so với nhiều chiêu thức của các pháp sư rồi. Các pháp sư, các chiêu thức lúc cuối, giả sử như một cái quy của Serat có sức mạnh thuật là khoảng 800 thì mới được 1.000. Bây giờ thì xạ thủ cứ mỗi phát chí mạng đây 1.003 rồi 1.176 thì bảo sao mà các thành viên đội tuyển Sài Gòn Fantastic Five không nằm xuống lần lượt được. Và Minas trong tình huống thi đấu vừa rồi lại còn có một cú boomerang hụt nữa. Đúng rồi, và xạ thủ thì chúng lúc càng đến cuối trận đấu thì chúng ta lại càng không tính được sát thương. Đánh với pháp sư thì còn tính được sát thương để mà còn né, nhưng mà riêng đánh với xạ thủ thì rất hên xui. Bạn đỏ thì bạn còn đứng lại, bạn làm được một vài điều, nhưng bạn đen thì bạn có thể bốc hơi chỉ sau 2 cú bắn mà thôi. Một vài những trục trặc nhưng hình như nó đến từ bên phía của Bangkok Titan. Và đây sẽ là một quãng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại cái thất bại trong giao tranh gần đây nhất của Sài Gòn F5. Và tôi nghĩ rằng là họ nên bỏ con Baron đi. Không, cái giao tranh mà Lloyd solo thắng được cả Minas cùng với Uzi, tôi đang muốn xem lại cái giao tranh đấy được thì rất là tốt. Và cũng có một điều rất quan trọng trong những cái pha thi đấu của đội tuyển Bangkok Titan, đấy là họ có được một xạ thủ giữ vị trí cực kỳ tốt và an toàn. Những cái pha thi đấu mà Lloyd phải lên bảng điểm số sớm thì Bangkok Titan thua. G4 lúc vào giao tranh, anh ta không thể hiện được gì quá nhiều với cái vị tướng Dana cả. Những cái mức nguy hiểm của Dana là lúc nào cũng có. Bây giờ Bangkok Titan đẩy vào cái trụ thứ 3, họ lấy được cái trụ thứ 3, họ đang tiến đến cái nhà lính ở khu vực đường giữa này. Những con xe đang bắn khá là khó chịu, một cú hôn gió không chính xác. Và một đồng hồ cát đổi lấy một cái chiêu cuối của Optimus là hoàn toàn lãi dành cho G4. Và khi mà mất đi chiêu cuối rồi thì Optimus sẽ không còn nhiều tính đột biến trong cái pha phòng thủ tiếp theo này nữa. Tôi nghĩ rằng là họ sẽ mất cái nhà lính này thôi. Mặc dù đứng dặn súng cao su rất lâu nhưng vấn đề là có dám lao ra hay không. Jinky hình như anh ta phải lên đến 5.000 máu rồi cũng nên. Ít nhất là phải gần 5.000 máu rồi. Nhưng cái sự cứng cáp đấy không giúp để giữ lại được cái nhà lính được. Tôi đoán hơn là 4.000. Khoảng tầm hơn 4.000 một tí thôi. 5.000 thì nó hơi quá. Và khu vực đường dưới họ vẫn còn một lợi Baron. Họ đẩy vào cái trụ, họ đẩy vào cái nhà lính này. Và họ sẽ lấy được cái nhà lính thôi, rất đơn giản. Jinky sẽ buộc phải lao ra. Và chưa thấy đây này, bây giờ tên này mà vẽ mưa tên lửa. Dường như một cú mưa tên lửa không phải là quá đẹp. Optimus gặp nguy hiểm, bị đóng lồng. Khu 7 tốc biến rồi, khoảng 9 cái lồng của mình. Optimus về đồng hồ cao rồi. G4 còn ra môi sinh. Hôn gió, chúng ta có lời lên bảng điểm số. Triple kill, quadra kill. Và penta kill cho Mina. Penta kill đầu tiên của vòng chung kết năm nay. Ngày hôm qua hôn vang tên của Minas thì các bạn ơi, Minas tuyệt vời. Hãy cùng chúng tôi xem lại giao tranh này và hãy tập trung. Xin kỹ thuật chuyển cho tôi về màn hình chỉ Minas mà thôi, chỉ thẳng đầu Minas cho tôi.
Rất tuyệt vời. Anh ta có giáp hồi sinh. Rồi một quả boomerang quá đẹp. Rồi những cái pha chí mạng của anh ta là tuyệt vời. Và đây sẽ là thời điểm mà đội tuyển Sài Gòn Fantastic tuyệt vời. Tuyệt vời. Lấy đi. Em cơm. Cái nhà lấy em cơm. Lấy đi. Tuyệt vời. Nhất này. Họ lấy đi cái trụ thứ nhất nhà chính. Họ lấy đi cái trụ thứ hai nhà chính. Và họ sẽ có tuyệt vời. Đầu tiên với đội tuyển Bang Công Titan. Họ sẽ có chiến thắng đầu tiên. Và xin chúc mừng đội tuyển Sài Gòn Fantastic Fire. Không thể tin vào mắt mình được nữa. Tôi không tin những gì đang diễn ra ở đây. Hai ngày thi đấu, một kịch bản. Và vẫn là Minet làm nhân vật chính. Bây giờ các bạn biết hô tên của ai ở đây. Một tràng pháo tay nữa dành cho Minet chúng ta đi. Quá ấn tượng. Thảo nào mà cái chỉ số đánh Sivir và Tristana của Minet là nhiều nhất ở vòng bảng. Hóa ra là có lý do. Anh ta còn Ven, anh ta còn nhiều những vị tướng thủ khác. Nhưng chỉ là Tristana và Sivir thôi đã tạo ra được nhiều sự khác biệt đến như vậy rồi. Và trận này tôi có đánh giá là Optimus chơi còn không được tròn vai so với cái trận dấu tắc ngày hôm qua. Tức là Optimus ngày hôm nay còn bị nặng hơn một tí cơ. Anh ta có một cái điều quan trọng nhất của Optimus trong cái trận đấu này là anh ta không lên được mổ cát Johnny A sớm. Khoảng tầm lên được 3 trang bị. Đầu tiên là cái quỷ tướng Morello, cái vọng âm Luden, rồi thêm cả trường hư vô. Sau đó anh ta mới có một cái nhìn sáu và mãi mới hoàn thành được đồng của Gajonia. Và đấy là một trong những cái vấn đề khiến cho Optimus cứ lao vào giao tranh, nên anh ta phải lên bảng điểm số rất đơn giản, bị lên bảng. Và đặc biệt anh ta không né được bất kỳ một sát thương nào cả. Và một trong những cái điều mà tôi tưởng chừng như Optimus sẽ bị lên bảng điểm số nhiều lần như thế nữa, kể cả khi ta có đồng hồ cát, nhưng anh chàng này cẩn thận hơn ở những cái giai đoạn cuối trận và đã có được những cú đồng hồ cát rất tuyệt vời. Phải nói là những cú đồng hồ cát của anh ta cũng rất chính xác nữa. Mặc dù là như vậy nhưng chúng ta cũng chỉ biết đến một người thôi, một người rất quan trọng, đó là Minas. Và tôi thấy có hai cái hình ảnh khá là giống nhau. Tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ không được xem lại hai pha combat đấy. Nhưng Sài Gòn F5 gặp trục trặc trong một cái vấn đề đi theo đường thẳng để cho đối phương bắn đạn nổ tấn công. Thì đối phương trong giao tranh chốt, giao tranh quyết định cũng đi một đường thẳng để cho Minas bắn boomerang. Mà đấy là một chiêu không phải là ulti, không phải là chiêu cuối nhá. Mà cái sát thương nó đem lại nó kinh khủng đến như vậy rồi. Và có lẽ ở thời điểm hiện tại chúng ta muốn một cách rõ nét nhất về trận đấu vừa qua thì chúng tôi xin chuyển đến phòng phân tích tiêu điểm sau trận đấu. Và đầu tiên thì chúng ta nên nói về tại sao anh lại để cho KTV lên chức vô địch siêu sao đại chiến lên dễ dàng như vậy. Mới đầu thì chúng tôi tưởng là BO3, nhưng thật ra khi mà lên sân khấu rồi thì thành BO1, nên cái lựa chọn Lee Sin á thì lỡ hứa đánh thôi. Anh nghĩ là lỡ hứa phải đánh á. Thực ra lúc đấy anh có thể làm giống kiểu trận Cassiopeia mà phút cuối đổi sang vị tướng khác thì sao. Nó chửi chết. Nhưng mà chúng ta có thể thôi rồi, chúng ta lan man quá rồi. Và vừa rồi là một chiến thắng rất tuyệt vời của Sài Gòn Fantastic Fight. Một chiến thắng mà hình như là xem đến 30 phút đầu tiên là không ai nghĩ là bên phía F5 có thể lật được cái thế cờ đấy, khi mà bên phía Bangkok dần nổi tiếng là một đội có khả năng chèn ép rất là tốt. Và có lẽ lúc này chúng ta cần nghe cái ý kiến đến từ chuyên gia theo dõi bên phía Bangkok dần. Tại sao bên phía Bangkok dần lại để vụt mất cái chiến thắng này khi mà họ còn cách nó rất là gần thôi? Nói chung là phải nhắc lại là F5 họ đã làm được rất là nhiều điều không tưởng trong cái giải đấu này. Tức là trận đấu với lại 29 họ đã gần như là ai cũng nghĩ là họ đã thất bại rồi. Họ là có thể họ là cái phút cuối. Và cái tình huống này cũng vậy luôn. Cái tình huống này thì có lẽ là Bangkok Titan họ đã quá chủ quan, tức là họ cảm thấy là họ đã nắm chắc chiến thắng trong tay, họ đã có Baron trong tay, họ đã có một lượng tiền trên lệch là gần 10.000 hơn. Và họ còn phá được banh hai nhà nữa, cộng với một cái trụ nữa, họ nghĩ là họ đánh như thế nào cũng thắng. Và họ có một cái pha comeback cuối rất là ẩu, trong khi họ chỉ cần đợi một lượt đến tới và họ đã kết thúc trận đấu rồi. Và cái hướng cuối cùng này chắc là nói chung là Bangkok Titan đã chủ quan và FF5 đã làm một điều không tưởng.
Đúng là như vậy, và chúng ta cảm giác là những cái tình huống bắn của Minat trong nửa cuối trận đấy thì hơi mang hơi hướng một không tưởng một chút khi mà thật ra là ngay từ đầu trận luôn, ngay từ đầu trận xuyên suốt trận đấu luôn anh ta đều chí mạng rất nhiều. Vâng, anh ta liên tục chí mạng. Vâng, và điều đó để hiểu rõ hơn lý do tại sao Bangkok Dragons để thua thì chúng ta sẽ quay trở lại ngay cái phần đầu tiên, đấy chính là phần cấm và chọn trong trận đấu này. Thì cái sự lựa chọn Diana của bên phía G4 đã đem lại rất nhiều khó khăn cho bên phía của Sài Gòn Fly. Vậy thì anh Achi, anh có thể nhận xét sơ qua về cái phần cấm và chọn của hai đội trong cái trận đấu này không? Ở cái phần cấm và chọn này thì G4 anh ta đã có một lượt lắp bích, đó là bích Dana. Là bích rất nhanh. Anh ta bích rất nhanh và tôi nghĩ là anh ta rất tự tin trong cái ván đấu này nên anh ta thể hiện là Dana. Và các bạn cũng để ý là khi mà anh ta đẩy đường thì anh ta đẩy rất là cao. Đúng như vậy. Và cái vị tướng này thì nếu mà bạn để cho Dana xanh và đủ đồ thì anh ta có thể cân 2, cân 3 và không thành vấn đề. Vả lại và anh ta đã có thêm Maokai trợ giúp. Khi mà bạn huy động lực lượng xuống găng Dana thì có thể là Maokai tele xuống và từ đó hai sẽ đánh 3 hay đánh 4 gì đó. Thì những cái thành viên còn lại của BKT họ sẽ chủ động làm mục tiêu như Barong, ăn trụ, vân vân. Nên tôi nghĩ là cái lựa chọn Dana này cũng rất là thú vị. Đúng rồi, đó là quả thực là một sự lựa chọn thú vị và nó hiệu quả. Nhưng mà một phần nào đó là ở trong trận đấu này, mặc dù G4 tỏa sáng mạnh mẽ với vị tướng là Diana này, nhưng vẫn có những tình huống xử lý mà Optimus anh ta đã cho những người đồng đội của mình một cái hy vọng vào một cái thế trận nó ít nhất là nó đỡ bị ép cả ba đường, bởi vì đường trên thì LGJ bị ép rất là nhiều với Rumble. Ở đường dưới trong những pha trao đổi chiêu thức đầu tiên, Minat cũng đã gặp rất là nhiều vấn đề với bộ đôi bên phía bên kia, thì chỉ có những tình huống xử lý của Optimus và sau đây là một tình huống xử lý như vậy. Và có lẽ là chúng ta cùng nhìn qua màn hình bên phía bên kia để xem một cái tình huống xử lý mà mang lại hy vọng ở đầu trận cho bên phía của Sài Gòn Fnatic Fight. Đó chính là tình huống mà vị trí của W7 ghé thăm khu vực đường giữa này và đã luồn qua được cái con mắt đến được vị trí của Optimus một cách khá là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cho chạy đoạn clip này. Anh Thanh có thể phân tích cho chúng ta thấy tình huống này. Trong cái tình huống này thì Javan quyết định là sẽ ra, anh ta có khả năng anh ta đoán được rác là ở đường boss đây. Anh ta quyết định là ra gần mid. Anh ta định lấy một cái flash là cái chiêu cuối của Optimus. Nhưng mà sau khi mà Optimus rất là bình tĩnh khi mà anh ta vừa dùng chiêu cuối đi thì anh ta quyết định là dùng một cái hôn gió trả lại. Và cả Javan lẫn Diana đều nghĩ là họ găng thất bại rồi, họ chỉ nghĩ là lùi về thôi. Họ không ngờ rằng Optimus có thể bản lĩnh phải dùng cái chiêu cuối để quay ngược lại là lấy mạng của G4, lấy mạng của Javan. Tức là cái tình huống này là chỉ là một tình huống mà Javan muốn ghé thăm đường mid và lấy một chiêu cuối hoặc là flash của anh của Ari thôi. Nhưng mà cả hai đều không ngờ là sau khi họ găng thất bại thì Ari lại có thể mạnh bạo mà xông vào giữa hai người và biết chắc rằng Diana không có Ignite để có thể kết liễu anh ta. Thì anh ta quay ngược lại giết Javan trong sự ngỡ ngàng của hai người. Tức là tình huống đó, như nếu như mà cả hai biết rằng Ari có ý định giết Javan thì chỉ cần Diana đứng lại, Ari không thể giết được. Nhưng mà cả hai đều nghĩ là Ari không thể nào có bạo dạn như vậy được. Thì cái tình huống này là Optimus thể hiện là anh ta đánh Ari rất là nhiều và cực kỳ bình tĩnh. Từ cú hôn gió của anh ta, sau đó anh ta quay ngược lại và giết. Thì tôi luôn nghĩ là BKT nên cân nhắc cái việc mà bạn Ari anh trong tay của Optimus. Có phải anh đang gợi ý ở bên phía BKT không? Thật ra BKT không hiểu tiếng Việt. May là họ không hiểu tiếng Việt, nếu không mà họ nghe cái từ này mà trận đấu sau. Nhưng thực ra tôi nghĩ là với màn thể hiện vừa rồi của Optimus thì rất có khả năng là tự bản thân BKT sẽ nhận ra được cái sự nguy hiểm của Ari. Tuy nhiên cái sự mạnh bạo của Optimus thì không phải lúc nào cũng đem lại cái tác dụng tốt. Và chúng ta thường thấy là đã có một tình huống mà ở khu vực đường dưới khi mà anh ta cùng với Uzi là Janna một mình đã tấn công vào một mình vị trí của G4 nhưng mà vẫn bị G4 giết ngược, đổi mạng và Uzi là người còn sống trong tình huống đó. Nhưng mà chúng ta sau đây lại là một tình huống pha giao tranh khác, một pha giao tranh mà bên phía của F5 đã có một tình huống giao tranh khá là sai lầm khi mà họ lại quá cố gắng giao tranh trong một tình huống mà đầu tiên Jinki anh ta bay vào mà không thực sự quả lắm. Và với tình huống này thì anh Achi sẽ phân tích cho chúng ta thấy xem là bên phía của F5 không nên làm gì và nên làm gì trong tình huống này. Các bạn nhìn lên màn hình, thật ra pha này BKT đã biết F5 đã núp trong cái bụi đó và họ chủ động đứng về phía trên chút xíu. Và lúc này Jinki đã dùng súng cao su nhảy ra và mục tiêu đã mít. Thì tôi nghĩ là F5 nên lùi ở tình huống này, nhưng Optimus đã lao lên và anh ta ăn một cái kiệt sức sau đó và một dịch chuyển đến từ G4. Nên pha này thì bọn họ đã rút lui và Optimus đã chết. Nhưng các bạn
cái điều hay ở BKT là AD, vị trí AD của Lloyd. Anh ta di chuyển từ từ và me. Anh ta đứng nhìn một lúc lâu và anh ta thấy vị trí của Minas đang đứng lõi. Nên anh ta đã tốc biến lên. Và anh ta đã e lên dứt điểm Minas và lợi thế dành cho BKT. Sau pha này chúng ta có cảm giác là Loi anh ta bắn quá dữ dội và dường như là chúng ta đã tạo nên một con quái vật ở bên phía bên kia khi mà lượng đồ của anh ta so với Minas lại là nhỉnh hơn. Tuy nhiên cái quyết định mà lên một thanh kiếm BF sau đó lại lên một cái quốc chim làm cho hai món đồ của anh ta đã bị chậm rất là nhiều. Thậm chí là tôi thấy lại anh ta còn bán cái quốc chim ấy đi. Anh ta lên cung xanh. Anh ta lên huyết kiếm và trước. Anh ta dư một cái quốc chim. Tôi không hiểu cái tình huống lên đồ của anh ta. Có thể là anh ta mua nhầm. Chắc có thể như nghĩa là về sau này một cung xanh rồi sau anh ta thậm chí là lên tam hợp kiếm nữa và cả hai xạ thủ chúng ta đều chuyển sang món đồ là tam hợp kiếm về cuối trận. Thì theo anh Gachi, anh là một người đánh xạ thủ rất kinh nghiệm rồi, thì theo anh là lên tam hợp kiếm là gần như là món đồ cuối cùng như vậy có phải hợp lý cho Sivir và Gray không? Tôi nghĩ là cái món tam hợp kiếm không, nói chung là nó không có hay. Như các bạn đã thấy thì Ari là có cái hôn gió là cái điểm chí tử đối với những AD nào mà lỡ may mà trúng một cái là chỉ có là lên bảng điểm số. Nên tôi nghĩ anh ta nên thay cái đao thủy ngân bằng cái tam hợp kiếm là tình huống cuối là anh ta sẽ không bị chết. Đúng là như vậy và chúng ta sẽ đến ngay với cái tình huống cuối này, một tình huống thần thánh của Optimus và thần thánh của Minas nữa khi mà anh ta là người có được cái pentakill đầu tiên trong cái 2 ngày thi đấu. Ngày hôm nay thì hình như là bên phía của Zotac 29 đã làm rất là tốt với 2 quad ra kill rồi. Nhưng mà khi mà bạn chỉ dừng ở quad ra kill thôi, bạn chưa đến được với pentakill thì cái danh tiếng nó chắc chắn nó sẽ không bằng những tình huống của Minas. Thật ra thì hình như là có một cái vấn đề vì lỗi gì đó. Thì tao muốn nói là với trận đấu này, tức là F5. Đúng là cái pha cuối cùng đấy thì hơi đáng tiếc là chúng ta lại không được xem lại cái tình huống đấy. Nhưng tóm tắt lại là như thế này. Ari trong tay của Optimus đã rình và anh ta hôn gió trúng được vị trí của Lloyd. Sau đó là Minas với cái sát thương lan đến từ chiêu W của anh ta. Anh ta cứ bắn một thành viên của bên phía Bang Golden là toàn bộ đội hình của họ dính sát thương luôn khi mà họ đứng chụp lại như vậy. Thì trong lúc mà họ đứng chụp lại như vậy thì cái sát thương lan đấy nó chí mạng. Và thậm chí là cả một cú quy đến vị trí của Sivir cũng trúng luôn cả vị trí của năm thành viên của Gray nữa, và thậm chí là trúng rất nhiều thành viên ở bên phía Bang Golden. Điều đó đã khiến cho cái lượng sát thương của bên phía Sài Gòn Phoenix Fire bỗng nhiên nó lại cao vượt trội hơn hẳn. Chứ nếu mà trong tình huống đó Bang Golden đã 2 đường rồi, họ chờ lính vào một chút thì đúng là như anh Dương Nguyễn Trang nói là chắc chắn là bên phía Bang Golden có thể có một cái kết quả tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến ở bên ngoài kia để chờ đón những trận đấu tiếp theo của cặp đấu BO5 này. Một cặp đấu hứa hẹn vô cùng những trận đấu kịch tính và hấp dẫn.